Thì quý vị cũng biết là con trâu là một trong lục súc, trâu với bò, dê, gà, heo, chó. Trâu hay bò kể như một đi. Heo, gà, dê, chó, người ta kêu là lục súc. Lục súc tức là sáu con vật mà mình nuôi quanh quẩn gần gũi với con người, có phải không? Việt Nam kêu lục súc. Lục là sáu, súc là sáu con vật mình nuôi gần với nhau, nuôi gần gũi với mình. Thì khi mà nói đến con trâu á, thì con trâu có cái hình ảnh thật là đẹp. Thì khi mà nói tới con trâu là người ta tưởng tượng tới có một anh một đồng, một chú một đồng ngồi trên lưng trâu, rồi cởi trâu, thổi sáo, vi vu, rất là dễ thương. Và khi mà người ta muốn vẽ cái hình ảnh của miền quê á, mà người ta vẽ đồng lúa không á, thì nó chưa đẹp, phải không? Cũng phải vẽ thêm con trâu, chú một đồng, thì tự nhiên làm cho cái cảnh của miền quê nó thêm đẹp. Và khi mà nói đến con trâu á, thì người ta nghĩ đến cái sự cần cù, cái sự chịu khó, chịu cực. Cho nên người nào mà tuổi tuổi Sửu thì hay nói là tuổi tôi là cực, tại vì con trâu là phải đi cày. Và khi mà chúng ta ra nước ngoài, chúng ta ở rồi, thì luôn luôn gặp nhau giỡn chơi ăn uống gì xong rồi thì từ rã giả với nhau đi về, thì chúng ta nói thôi đi về mai đi cày. Không phải không? Thì ý mình nói là cái đời sống ở đây rất là cực khổ. À, quý vị thấy mình vậy đó, nhưng mà mình cực hơn người ở trong nước nhiều lắm. Tại vì mình phải đi làm, mình phải cực khổ lắm thì mình mới có một cuộc sống tương đối ở nước ngoài. Rồi còn dư chút ít thì là giúp đỡ cho người, cho thân nhân ở trong nước. Cho nên mình gặp nhau là luôn luôn đi cày. Có người thì cày một job, có người thì cày hai ba job, phải vậy không? Thì trong những cái năm đầu thì chúng ta đều là đi cày hết. Thì ở đây cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy, một vị thầy ở trong chùa cũng phải đi cày. Mặc dù không có đi ra ngoài đi làm, nhưng mà ở chùa cũng cực lắm, cũng phải làm tất cả những cái công việc. À, chứ không có ngồi không đâu. Nhưng mà mình không có đấy làm, mình không có đó làm khổ. Phải không? Cực thì có cực, nhưng mà không có khổ. Phải không? Tại vì mình tu mà. Phải không? Cũng giống mình vậy. Mình cực nhưng mà không có khổ. Tại mình biết mình đi làm thì mình sẽ có miếng cơm, mình có tiền để mình giúp đỡ người thân. Thì khi mà nói đến con trâu á, thì người ta nghĩ đến cái sự cần cù, chịu khó, chịu cực. Là hình ảnh con trâu rất là đẹp. Thì quý vị biết là ngày xưa trong sử Việt Nam mình cũng có một vị hoàng đế là một người chăn trâu, sau này lên làm vua, có phải không? Vị đó tên là Đinh Bộ Lĩnh, và sau này làm vua thì lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Vì khi mà chú bé Đinh Bộ Lĩnh còn nhỏ thì hay tập cờ lao, tập trận, hay chơi đánh giặc, chia phe với nhau và đánh và cầm những cái cây lao để làm những cái binh khí, phất cờ khởi nghĩa, vân vân. Thì hồi nhỏ đi chăn trâu cho người chú, đi cắt cỏ cho người chú, và đã chơi như vậy. Và sau này lớn lên đã là một vị tướng lãnh, mở ra một trang sử vẻ vang cho nước Đại Cồ Việt. Trong cái trận chiến gọi là Thập Nhị Sứ Quân đó. Rồi ngày xưa hồi nhỏ Phó Hòa cứ nghe kể tại sao con trâu phải ăn cỏ. Thì chuyện cổ tích Việt Nam kể là hồi xưa khi mà khai thiên lập địa thì thế gian mình đất rộng lắm và không có cây cối gì trồng được bao nhiêu. Thì lúc đó Ngọc Hoàng Thượng Đế mới sai một cái vị thần đi xuống dưới này, đưa cho hai cái túi, một túi lúa, một túi cỏ, và dặn rằng đi xuống dưới này á, trước khi mà rải cỏ đó phải rải lúa trước, để cho lúa nó mọc hết đi, rồi chỗ nào dư á, mới rải cỏ.
Thì cái vị này dung dăng dung dẻ làm sao đó không biết, mà xuống đây rồi cái gặp cái quên mất tiêu, thay vì rải cỏ rải lúa không rải, đi rải cỏ. À, rải quá trời cỏ, tới hồi mà nhớ trực lại á, thì trễ rồi, cỏ nó mọc quá trời quá đất rồi. Thì lúc đó trở về cung đình thì Ngọc Đế rất là giận và đày cái vị thần này trở thành là một con trâu. Thì từ đó chúng ta mới có cái tích là con trâu ăn cỏ. Ăn ăn cho hết, ăn cho hết, đến ăn đến khi nào mà cỏ không còn thì mới được trở lại làm tiên ở cõi trời, ở cảnh giới tiên, còn không thì cứ phải làm trâu hoài để mà ăn cỏ. Cho nên người ta cũng rất là quý trâu và người ta xem trâu như một vị Bồ Tát. À, đó là một cổ tích thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta nói đến cái nhìn gần gũi đó thì quả thật trâu như một vị Bồ Tát là tại vì nếu mà không có trâu thì chúng ta không có cày bừa được. Ở Việt Nam mình đâu có máy móc gì đâu, cứ mỗi lần mà làm lúa làm ruộng thì phải nhờ con trâu. Cho nên trâu có sức mạnh, phải không? Thành thử ra nhờ trâu mà chúng ta có lúa có gạo ăn, thành thử ra chúng ta cũng bởi vì Bồ Tát là đa hạnh mà, phải không? Có thể ứng hiện tất cả mọi một cái hình tướng nào để mà giúp đỡ được cho chúng sanh. Thành thử ra với cái hình thức đó thì mình cũng có thể nhìn trâu như một vị Bồ Tát. Riêng trong nhà Phật á, thì Đức Phật ví con trâu như là cái tâm mê lầm của chúng sanh. Khi mà bởi vì sao? Bởi vì con trâu nó hay chạy đi qua bên lúa ruộng của người khác, thì cái tâm của mình cũng vậy, nó hay nhảy nhót lắm. Chẳng hạn như ngồi đây mà cái tâm nó có ngồi yên với mình không? Lát nó nhảy chỗ này, lát nó nhảy chỗ kia, phải không? Cho nên Phật ví dụ cái tâm mê lầm của chúng sanh cũng giống như một con trâu. Và người tu của chúng ta đó làm như một người chăn trâu, luôn luôn phải để ý, đừng có để con trâu mình nó đi bậy, đi hoang, đi dẫm đạp cỏ của nhà người. Cũng vậy, một người đệ tử Phật, một người tu là phải luôn luôn chăn cái tâm của mình, để ý cái tâm của mình. Cái tâm mình nó còn mê lầm như thế nào mà nó khởi lên thì chúng ta phải kéo nó lại. Rồi con trâu mà chưa có thuần thục thì đạo Phật ví con trâu đó là một con trâu đen. Thì trâu đen là tượng trưng cho hắc nghiệp mà, thấy không? Rồi mình chăn hoài đến khi nào mà con trâu của mình nó thuần thục rồi thì trở thành ra con trâu trắng. Cho nên đó, thường thường quý vị ở trong nhà thiền á, người ta có một cái bộ tranh. Ở trong Đại Thừa Phong Bát Tông ta có một bộ tranh, người ta kêu là 10 bức tranh chăn trâu. Thì trong đó người ta có vẽ một con trâu đen thùi. Rồi mình chăn, thì trâu từ từ trắng được cái đầu, trắng được cái mình, rồi từ từ trắng đến khi nào nó trắng tươi hết thì coi như là trâu đã thuần. Có khi thì người ta vẽ là chưa thấy dấu chân của con trâu, cho nên là mình chưa thấy dấu. Bây giờ mình phải đi tìm dấu chân của trâu, thấy dấu, rồi xỏ mũi trâu, rồi lôi trâu đi về, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh như vậy cũng để chỉ lên những cái giai đoạn của một người tu giữ cái tâm của mình. Bây giờ á, mình á, sống trong cái cảnh đời mà nó rất là nhiều những cái phức tạp, đời sống của mình cũng rất là bon chen, thì bây giờ mình chăn trâu mình kiểu nào đây, làm sao mình giữ trâu của mình đây? Thì chúng ta cần phải ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Đó là những cái phương pháp, những cái cách thức để giúp cho con trâu của mình nó ở yên với mình. Thí dụ như mỗi tối tụng thời kinh, và nếu mình tụng được 30 phút là coi như trâu mình nó ngồi yên được với mình 30 phút, thấy không? Ngồi tụng được 1 tiếng là trâu mình nó ở yên được 1 tiếng, mà chưa chắc 1 tiếng đó mà nó ngồi yên nữa à, phải không? Lâu lâu gì nó cũng nhảy nhót một chút, cái mình nó ngồi lại đây, ngồi lại đây con, ngồi đây nghe tụng kinh. Thì thường thường ở trong trong nhà Phật thì dùng con trâu để chỉ cho cái tâm còn rất là động của mình,
Tâm mình còn động thì giống như con trâu còn thích đi hoang. Đến khi nào tâm mình tịnh thì như con trâu nó chịu ở yên chỗ. Ở trong Kinh Pháp Cú, cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm song yếu. Và cái câu đầu tiên thì Phật cũng nói như thế này: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói năng hay hành động với tâm bất thiện, khổ não sẽ đi theo như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Ý muốn nói rằng trong tất cả các cái pháp tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Nếu mà tâm nghĩ tốt thì sao? Nói tốt, làm tốt. Còn nếu mà tâm nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu thì giống như là con trâu. Thì cũng là một con trâu, nhưng mà hễ tốt thì nó dẫn mình đi tới chỗ tốt, mà bất không tốt thì nó dẫn mình đi tới chỗ không tốt. Con trâu ở đây là để chỉ cho cái nghiệp thức của mình. À, cái nghiệp nó dẫn mình đi thì con trâu nó lôi mình. À, cho nên là Phật mới nói trong cái bài kệ đó, thì ở trong trong cái cao phẩm kinh Pháp Cú, cái phẩm mà song yếu, là song là đi đôi với nhau cả hai. Thì một câu nó là tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hay hành động với tâm thiện thì an vui hạnh phúc sẽ đi theo ta như con vật kéo xe. Còn ngược lại, nếu nói năng hành động bất thiện thì cũng lôi mình đi như con vật kéo xe. Tức là luôn luôn đi vậy đó, cái thiện cái bất thiện, gọi là song yếu. Thì ở đây mình trích một câu mà nói là nếu mình nói năng hành động với tâm bất thiện thì khổ não sẽ đi theo mình như con vật kéo xe. Thì con vật kéo xe ở đây thì chúng ta cũng có hiểu là con trâu. Rồi cũng ở trong Kinh Pháp Cú, phẩm đao trượng, Đức Phật nói như thế này: như người chăn trâu cầm gậy lùa đàn trâu ra đồng cỏ, cũng vậy tuổi già và sự chết xua đuổi mạng sống ra đi. Phải không? Như người chăn trâu cầm cái gậy lùa trâu ra đồng cỏ, cũng y như vậy, tuổi già và sự chết nó xua đuổi mạng sống của mình. Cái câu, những cái điều này đó Phật cũng nói rải rác trong các kinh mà qua nhiều cái hình ảnh khác nhau. Ở đây mình trích một câu là bởi vì Phật có dùng cái hình ảnh con trâu. Một người chăn trâu lùa trâu đi cũng vậy đó. Con người mình đó, mỗi ngày nó mỗi đi tới cái chỗ gì? Tới cái chỗ già nua, bệnh tật và chết. Đó là một sự thật, không có thể nào mình tránh được hết trơn á. Mình có muốn già, mình không có muốn già, nhưng mà nó vẫn cứ già. Mình không có muốn bệnh, muốn đau, mà nó vẫn cứ đau. Và chúng ta không muốn chết thì nó cũng phải chết. Đó là một sự thật. Và mạng sống của chúng mình, của chúng ta đó, giống như là một con trâu vậy. Tuổi già là cây gậy, phải không? Đồng cỏ là sự chết, và thằng chăn trâu là nghiệp lực của mình dẫn mình đi. Cho nên á, bây giờ muốn giữ con trâu mình á, cái phương tiện mà gần gũi mà dễ làm nhất là mình chọn một cái cách tu cho mình á. Dĩ nhiên là không phải chỉ cái giờ tụng kinh mới tu, dĩ nhiên là không phải chỉ cái giờ ngồi thiền niệm Phật mới tu. Ngoài ra mình cũng tu dữ lắm, tu hàng ngày, tu từng giờ từng phút. Nhưng mà khi mà chúng ta, cái giờ mà chúng ta ngồi, chúng ta tụng niệm như vậy đó, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền vậy đó, hay lắm. Nó giúp cho mình rất là nhiều. Cho quý vị, tại vì Pháp Hòa thực tập như vậy, cho Pháp Hòa cũng có chút kinh nghiệm như vậy, cho Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Mình tụng kinh đó, nó giúp cho mình được nhiều lắm. Thay vì quý vị ngồi buồn, quý vị ngồi nghĩ vẩn vơ, tụng kinh đi. Tụng kinh cái tâm mình nó duyên theo lời kinh, rồi cái lát mình không nghĩ tới những cái chuyện đau buồn đó nữa, nó lắng cái tâm mình xuống. Rồi thay vì mình ngồi mình nghĩ, nó cũng không giải quyết được gì hết á. Biết đâu chừng mình nhờ mình đọc được câu nào trong kinh, phải không? Trong kinh nói được câu mình nghe hữu lý quá, cái tự nhiên nó lắng cái tâm mình xuống. Hay lắm. Cho nên mình cố gắng làm gì làm mỗi ngày cũng phải để thì giờ một ít, 15-20 phút hay là nửa tiếng, một tiếng, nó tụng một thời kinh. Hoặc là có một sâu chuỗi để niệm Phật. Sâu chuỗi đó, giống như một sợi dây cột cái con trâu tâm của mình vậy đó. À, bấm một hột là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì cứ để cái tâm mình vô cái sâu chuỗi như vậy đó, thì
thì cái tâm mình nó không chạy chỗ khác, con trâu mình nó ngồi yên với mình. Có một hôm Phật ngồi với các thầy tỳ kheo, và quý vị biết là Đức Phật có một người đệ tử tên là Kiết Tường. Thì cái vị này trước khi đi tu là một người chăn trâu, và hồi còn nhỏ đó, lúc mà Đức Phật mới vừa thành đạo đó, ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì cái chú nhỏ này hay tới chơi với Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và mỗi khi ngồi chơi á, thì thỉnh thoảng Đức Phật cũng có hỏi đến chú về những cái cách mà chú chăn trâu. Thì chú nhỏ này cũng đã chia sẻ với Phật. Và khi chú này đi tu rồi thì Phật nhớ những cái phương pháp chăn trâu của một cái người mục đồng. Và một hôm Phật gọi các thầy và Phật dạy: này các thầy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các thầy về những cái phương thức mà một người mục đồng, một cái em bé chăn trâu, và các thầy là một người tu, các thầy cũng cần chăn trâu như vậy. Và con trâu đây là cái trâu tâm của mình. Thì Đức Phật đưa ra 11 cái phương pháp. Vì chăn trâu có 11 cách, thì Đức Phật nói người tu mình cũng có 11 cách để chăn trâu. Thứ nhất là gì? Một người, một em bé chăn trâu giỏi thì em bé đó sẽ nhận ra được con trâu của mình. Có phải không? Nếu mà chăn nó riết còn phải quen nhìn trâu là biết, phải không? À, thì cũng như vậy, một người tu thì cũng phải biết nhận ra những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Giờ yếu tố tạo nên sắc thân của mình là gì? Căn bản là gì? Đúng rồi, đất, nước, gió, lửa, mà chúng ta gọi là tứ đại đó. Tứ đại là bốn cái chất. Ta thường thật ra nó tới thất đại lận, thấy không? À, phong kiến, kiến thức không nữa. Nhưng bây giờ mình nói căn bản là có bốn chất. À, con người mình mà sở dĩ mà nó còn sống đây, còn hoạt động đây là do bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Mình ăn uống mỗi ngày đó, mình ăn đó, thức ăn vô là để nuôi gì? Nuôi cái xác thân của mình, đất. Uống vô là để mình giữ cái cơ thể mình nó có chất nước. À, rồi mình thở đó, là gió đó. Rồi mình giữ ấm đó là lửa đó. Mà hôm nào mà con rắn lửa mà nó bị nó làm sao, nó yếu đi á, thì con rắn nước á nó lấn thì mình bị cảm lạnh, có phải không? Mà Phật nói trong kinh Niết Bàn á là như chúng ta như một ông chủ có nuôi bốn con rắn trong cái giỏ. Và bốn con rắn đó mà người chủ luôn luôn phải làm sao điều phục bốn con rắn này, đừng để bốn con rắn này nó cắn lộn với nhau. Rồi một ngày nào đó con bốn con rắn này nó giận, nó bỏ ra đi, lúc đó người chủ sạch sẽ luôn. Thì ý đó là khi đó bốn chất này á nó đủ cái cơ duyên để nó tan rã ra, nó không còn hòa hợp được nữa, thì coi như là mình chết, mình không có còn sống được. Thì Phật nói trong kinh Niết Bàn là đất, nước, gió, lửa như bốn con rắn, và thân của mình như một cái vỏ rắn chứa đựng bốn con rắn này. Ha. Rồi hôm nào mà mình bị bệnh, nghẹt mũi, thở không thông thì coi như cũng mệt. Đó, nói chung là mình phải nhận diện ở nơi con người mình do những cái gì cấu tạo. Nhận diện để làm gì? Nhận diện để chúng ta thấy rõ được cái sự thật, để chúng ta đừng có bị mê lầm, cố chấp. Thân này là của mình, rồi ai đụng tới thì chúng ta bực bội, chúng ta gây gổ, hay là lỡ mà nó có chuyện gì xảy ra thì coi như là mình cũng phải chấp nhận, buông bỏ. Đó, nhận diện để mà chúng ta sống tự do như vậy. Và nhận diện đó, biết được nó rằng nó không có thật, là trong khi nó còn hiện hữu đây, chúng ta phải dùng nó một cách có chánh niệm, chúng ta phải dùng nó một cách có ý nghĩa. À, thí dụ như bây giờ đó, mình buồn khổ, và mình biết rằng mình buồn khổ vì cái người đó làm cho mình khổ, cũng không có giải quyết được chuyện đó. Thôi bây giờ đó, người kia làm mình khổ và người kia đi rồi, bây giờ mình còn phải biết chăm sóc thân mình nữa chứ. Để gì sao? Vì mình còn phải có con cái để mình lo.
Hay là mình còn phải có những người xung quanh để mình chăm sóc, cho mình biết trở về mình chăm sóc nó. Không có ai mà bốn con rắn này nó không có lột dên nó sống hoài được đâu. Cho nên nhận diện được nó để mà chúng ta sống có chánh niệm. Như như một cái anh chàng, một cái chú bé chăn trâu giỏi, nhận ra được từng con trâu của mình. Cũng như vậy chúng ta nhận ra được những yếu tố tạo nên cái sắc thân của mình. Thường thường ta kêu là danh sắc. Danh là gì? Danh là những cái chỉ có tên mà không nói được. Ý muốn nói là cái thức của mình, vì nó không có tướng. Thấy không? Còn sắc là gì? Sắc là thân của mình. À, mình có thể thấy được như là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Đó là danh, là sắc đó. Nhưng mà ý nó thuộc về danh, tại vì nó có tên hay mà nó không có gọi, nó không có cho tên, nó không có cái hình tướng, cho chúng ta gọi là danh sắc. Cái thứ hai, một chú bé chăn trâu giỏi thì phải biết mỗi hình tướng của mỗi con. À, con trâu nó nhìn cái biết con trâu này yếu, mập, ốm, khỏe gì đó. Người xuất gia, người tu á, phải thấy được những hành động nào của thân, miệng và của ý là những hành động đáng làm, và những hành động nào là những hành động không đáng làm. Mình phải nhận diện. Một cái người chăn trâu giỏi đó, là người ta nhận diện được con trâu. Mình là một người đệ tử Phật, mình tu theo Phật á, mình chăn trâu mà, mình cũng chăn cái tâm mình. Thì mình chăn cái gì nữa? Mình phải chăn thân, miệng, ý của mình. Mình phải nói, phải hành động, phải suy nghĩ cái gì chính đáng, cái nào chính đáng, cái nào không chính đáng. Mình phải tự mình biết để mình điều phục nó. Thí dụ như á, mình có cái thói quen là mình phản ứng nhanh lắm. Ai nói gì là mình phản ứng liền à. Nhưng mà nhiều khi cái phản ứng đó nó đâm ra, nó làm cho người mình trở thành ra người hơi lố. Là vì mình không có lắng nghe người khác nói cái gì. Mình mới nghe hai ba câu loáng thoáng, thôi được rồi, tôi biết rồi. Vậy mình đâu có học hỏi được gì của ai đâu. Chứ cái người như vậy rất là lỗ. Rồi đôi khi á, mình phản ứng như vậy đó, trở thành ra cái người lỗ lã. Là vì cái chuyện đó không phải như vậy, mà mình lại phán xét như vậy, bởi vì mình không có lắng nghe. Quý vị có nhớ là người ta thường hay nói câu là đa nghi như Tào Tháo không? Quý vị có nhớ câu đó không? Ông Tào Tháo á, một hôm đó ổng đi với một cái người bạn, ổng đi tới một cái người quen để mà chạy trốn cái người đang đuổi bắt ông. Thì cái ông già đó, người chủ nhà mới nói là hai vị ngồi đây chơi, tôi đi qua cái làng bên kia tôi mua rượu về đãi. Và trước khi đi á, là ông đi ra sau nhà, ông dặn người con ông á là mài dao và lựa một con heo nào mà gọi như là thấy ngon đó, giết đi để mà làm thịt đãi quý khách. Thì ông Tào Tháo ổng ngồi hồi cái mới nghi, ông già này sao đi lâu quá vậy, mà đi mua rượu gì mà đi phải đi qua tới làng bên kia để mua, chắc là đi báo quan để bắt mình. À, nghi xong rồi ông đi xuống bếp, ông nghe hai người con mới nói đang mài dao nữa, trời ơi, còn đúng với cái nghĩ của ông nữa. Thấy không? Rồi xong rồi đã vậy rồi còn nghe hai người kia nói nữa chứ, giết đứa nào trước. bởi vì ổng dặn là phải lựa trong một bầy heo, lựa con nào ngon. Thì họ nói chuyện với nhau, không lẽ nó thì ta thường nói giết đứa nào, ý nó là con heo này heo kia. Rồi đúng rồi, như vậy là ông già đã đi báo quan, còn hai người con ở nhà mài dao để giết mình, còn hỏi là giết đứa nào trước nữa chứ. Thành thử ra ông Tào Tháo vô ông giết hai người con trong cái nhà đó. Sau khi mà giết xong rồi, lên ngựa ra đi liền trong đêm đó. Và khi mà đi ra đi như vậy á, thì gặp ông già trở về. Ông kêu tướng quân đi đâu vậy? Tôi mua được hai bình rượu ngon ở làng kế bên về đãi tướng quân nè. Thì lúc đó ông biết ông hớ rồi. Ông hớ rồi. À, rồi xong ông còn nói một câu, hồi nãy trước khi tôi đi, tôi dặn hai đứa con tôi ở nhà mài dao bén và lựa heo giết. Thì lúc đó ông Tào Tháo mới biết là đã hớ. Thì lúc đó ông không nói gì, ông quay ngựa ông đi. Mà đi được mấy bước ông quay trở lại, ông giết luôn cái người cha đó. Ông mới nói rằng bây giờ mà để nó về ông này mà về nhà mà thấy con mình bị giết như vậy đó, là chắc chắn là sẽ đi báo quan.
thôi bây giờ mình lỡ mình giết hai người rồi, không có tiếc gì thêm người nữa, không thành ra làm luôn. Đó, thì mình thấy rằng những cái tâm niệm như vậy mà chúng ta không có khi nó khởi lên mà chúng ta không nhìn sâu lại từng cái vấn đề thì nó trở thành ra rất là đau khổ cho mình và cho người. Thì cái câu chuyện mà đa nghi như Tào Tháo đó, từ đó mới cái câu đó nó từ đó nó mới phát sinh, và sau này hễ ai mà nghi ngờ cái gì thì người ta thường dùng cái từ như vậy. Ở đây á, mình chỉ muốn nói rằng khi mà cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình mà chúng ta thiếu cái tư duy, cho nên Phật dạy trong cái 8 cái con đường mà đưa đến niết bàn hạnh phúc an vui đó, và cái đầu tiên Phật dạy là gì? Chánh kiến. Chánh kiến là gì? Thấy đúng. Bởi vì khi mà chúng ta thấy đúng á, thì chúng ta mới nghĩ đúng, làm đúng, nói đúng, sống đúng. Bởi vì một cái mà nó đúng á, thì những cái khác nó đúng theo. Mà một cái mà nó sai á, thì sao? Những cái khác nó sai theo. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình cái suy nghĩ mình mà sai thì hành động sai, lời nói nó sai. Thì cho nên cũng vậy, cái chuyện đó giống như chăn một con trâu vậy. À, cho nên á, là cái người chăn trâu biết hình tướng của mỗi con trâu. Người đệ tử Phật cũng phải biết mỗi cái hành động do thân miệng ý của mình nó khởi lên. Cái điều thứ ba là người chăn trâu biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu. Người tu theo Phật cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, si mê, hờn oán. Cho nên mình phải sám hối là vậy đó. Sám hối để làm gì? Sám hối là để dùng cái nước từ bi rửa sạch những oan khiên, rửa sạch những lỗi lầm, những si mê, những hờn giận ở trong người của mình. Cho nên mình mới có một cái quyển nghi sám pháp gọi là từ bi tam muội thủy sám pháp. Từ bi là gì? Mình dịch theo tiếng Việt là phương pháp sám hối của nước từ bi. Tại vì chỉ có cái nước từ bi đó mới rửa sạch những oan khiếm thôi. Từ bi là gì? Là một tình thương rộng lớn. Không có tình thương thì hận thù tràn ngập. Chỉ có tình thương mới có thể rửa được. Bây giờ mình tu theo Phật á, mình phải biết buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả những cái gì mà chúng ta đã ôm ấp từ bấy lâu nay. Nó đã dằn vặt cái thân tâm của mình. Nó làm cho mình đau khổ thì mình buông xả. Thưa đại chúng, là năm nay sau khi giao thừa xong thì khoảng 1 giờ mấy sáng thì Pháp Hòa đi vào trong nhà thương để hộ niệm cho một chú Phật tử vừa qua đời ngay trong đêm giao thừa. Thì chú Phật tử này bị bệnh cũng ngắn hạn thôi. Chú đang làm vậy rồi cái chú đùng cái chú ngã quỵ. Rồi tưởng đâu đem vô nhà thương thì tưởng chú kiệt sức vì ăn uống thất thường do làm việc. Nhưng mà từ từ mỗi ngày sức khỏe của chú mỏi yếu đi và chú thiếu oxy rất là nhiều. Thì cứ 1-2 ngày thì Pháp Hòa vô thăm chú. Tuy là bệnh như vậy nhưng mà tinh thần rất là tỉnh táo, rất là tỉnh. Thú thiệt chứ quý vị, là hồi đó chú mới tới chùa cách đây 10 năm, Pháp Hòa sợ chú lắm. Là vì nhìn chú rất là dữ. Và trong lòng Pháp Hòa không có nói ra mà mình sợ. Nhưng mà ngược lại ổng sợ mình. Thì sau này á, có dịp ngồi làm việc chung với chú, rồi chú mới nói hồi đó ông mới tới chùa ông gặp thầy ông sợ lắm, tại thầy rất là nghiêm, ví dụ vậy đó. Mà ngược lại mà nói giờ Pháp Hòa nói thiệt chú nghe, Pháp Hòa nhìn chú cũng sợ lắm. Thì rất là vui, mỗi lần chú lên là mọi người trong chùa rất là thương, là chú rất là thích ăn chè, cho nên ai cũng để dành, biết chú lên là để dành chè cho chú. Thì thầy viện chủ với Pháp Hòa cứ 2-3 ngày lên thăm một lần. Thì mỗi lần mà lên thăm á, là đều an ủi nhắc nhở chú, vì chú không có người thân ở đây. Thì cái đêm cuối cùng mà trước đó chú mất một ngày, Pháp Hòa vô hỏi, lúc đó là mất thần hơi nhiều rồi nhưng mà còn tỉnh. Thì Pháp Hòa hỏi chú có biết Pháp Hòa tới thăm không?
thì gật đầu. Thì Pháp hỏi chú có sợ chết không? Lắc đầu, không sợ. Thì Pháp Hòa nói tốt, một người Phật tử là mình phải vững chãi như vậy đó. Sống thì mình sống lành mạnh, mà nếu có đi thì đi trong an lành, an nhiên. Thì Pháp Hòa có nói với chú là bởi vì chú có tâm sự, khi còn sống chú có nhiều cái việc làm, cũng có những cái lỗi lầm, cũng có những cái oan trái. Thì Pháp Hòa có nói với chú là bây giờ rửa hết. Cho nên có 2-3 ngày liên tục Pháp Hòa vô tụng kinh cho chú, tụng sám hối và nhắc nhở và đọc cái bài sám hối lên cho chú, đọc tên chú và sám hối. Thì Pháp Hòa nói bây giờ tất cả những cái gì chú phải buông bỏ hết, buông xả hết để mà mình ra đi. Thì quý vị biết là chú cũng nhẹ nhàng ra đi trong cái buổi chiều giao thừa đó. Thì vừa giao thừa xong thì một người bạn của chú lên chùa báo cho Pháp Hòa biết là chú đi rồi. Thành thử ra khi mà bớt khách rồi thì Pháp Hòa cũng liền lái xe đi vào trong nhà thương để hộ niệm cho chú một chút. Và chúng ta ở chùa mới làm lễ hỏa táng chú hồi sáng hôm qua. Cho nên đó mình mới biết đó là ở đây đó, Phật dạy mình đó, một cái người chăn trâu người ta biết rửa trâu của người ta. Thì mình là người tu mình phải biết cái gì? Phải biết gột rửa cái tâm ý của mình. Còn nếu mình không có gột rửa, mình không có buông bỏ bớt á, thì mình nặng nề lắm, mình đau khổ lắm. Không tin là quý vị nghiệm lại quý vị đâu. Mình chất chứa nhiều chừng nào á, thì mình đau khổ nhiều nấy. Còn mình buông bỏ nhiều nào thì mình thảnh thơi nhiều chừng nấy. Cái thứ tư á, là người chăn trâu biết thương con trâu của mình. Cũng vậy, một người đệ tử Phật phải biết quý trọng những niềm vui do tu tập đưa tới. Cái điều này rất là cần. Làm cái gì đi nữa là phải có niềm vui mới làm được. Không có vui thì sao làm? Cũng vậy, chúng ta tu mà chúng ta không có vui, tu không vui thì sao tu nổi? Không, cho nên nhiều khi trên chùa không có một người nào ở một mình mà mình vẫn thấy vui. Là vì sao? Cái vui của mình là không phải cái vui cần phải ồn ào náo nhiệt, mà cái vui bình lặng của một người tu. Cái niềm vui nó rất cần. Tu mà không có vui tu không được đâu. Mình tu á, là mình phải vui. Cái vui này không có phải là lúc nào cũng nhăn răng cười ha hả. Không, không phải. Người ta nói mình khùng. Người ta nói mình không bình thường. Cái vui này là cái vui nó nhẹ nhẹ bên trong. Mà cái vui này nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Chẳng hạn quý vị thấy á, thường thường á, ở chùa Phật đảng Vu Lan mình cực phải không? Nhưng mà cái Tết là cực nhất. Mặc dù cái Tết là cái Tết của nhân gian, phong tục truyền thống của người Việt, chứ nó cũng không có dính dáng gì trong nhà đạo nhiều. Nhưng mà bởi vì đạo Phật á, hòa nhập vào mỗi một đất nước rất là hòa quyện, cho nên cái ngày lễ Tết của dân tộc thì trong chùa cũng rất là nhộn nhịp. Ha? Cực lắm, nhưng mà không khổ mà thấy vui. Khi mình thấy Phật tử về chùa lễ Phật, dùng cơm mà mình làm cực khổ cả ngày, thậm chí không ăn không uống, cứ lo phụng ngủ thôi, nhưng mà rất là vui. Thì cái niềm vui đó nó nuôi dưỡng mình. Cho nên một cái người tu á, là phải có vui. Ở ngoài đời người ta cũng vui vậy, nhưng mà cái vui của ngoài đời nó khác. Cái vui trong đạo nó khác. Và cái vui trong đạo nó nhẹ nhàng, nó ý, nó thánh thiện, và nó nuôi dưỡng mình rất nhiều. Mà quý vị nhìn á, một người tu mà lúc nào nhìn mặt cũng ngầu hết trơn á, thì quý vị dám tới gần không? Sao dám tới gần? Phải không? Bây giờ quý vị bước vô chùa mà gặp một sư cô đó, trời ơi, nhìn cổ thấy lạnh ngắt, là quý vị không dám rồi đó. Nếu mà có đi nữa, A Di Đà Phật, con chào cô, rồi là thôi quý vị cũng kiếm chỗ quý vị ngồi, chứ quý vị không dám lân la thưa hỏi gì hết. Nhưng mà nếu mà gặp một cái vị thầy, vị sư cô tươi mát, cười không, rất là cởi mở, rất là nhẹ nhàng, thì tự nhiên mình cảm thấy nó rất là gần gũi, nó nuôi mình. Cái niềm vui tu tập đó nó nuôi dưỡng mình. Mà thật sự là như vậy. Chờ mình mà không có cái niềm vui nuôi dưỡng mình á, thì mình tu không bền đâu. Cho quý vị thấy không?
À, cái người mà ví dụ như cỡ một cô Lan mà đi vô chùa đi tu gì điệp đó cũng ngồi đâu cổ đầu đó cũng ngồi đâu cổ đầu đó à, còn mình đi tu là không vì hồng nào hết trơn á, thì tự nhiên mình thoải mái vô cùng. À, cho nên á mình phải biết thương cái người chăn trâu, biết thương trâu thì cái người tu phải biết quý trọng những niềm vui do tu tập đưa tới. Người ta nói là đến cửa gì, vào cửa Phật hồn lâng lâng thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. À, mình bước vô chùa rồi là tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Quý vị biết là có nhiều khi buổi trưa vậy đó, Pháp Hòa đi lên chánh điện và ngồi ở một cái góc nào đó, Pháp Hòa nhìn Phật và nhìn cái không gian bát ngát, tự nhiên mình thấy rất là thoải mái. Hay là những cái bữa mình đi thiền hành một mình ở trong rừng, ở ngoài đất rạ đất trống, cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và tất cả những cái đó nếu mà cái người mà họ chưa nếm được á thì nó trời buồn chết. Như hôm rồi Tết đó, có mấy một em thanh niên nó sanh ở đây, nó cũng không có, nó không bao giờ nó đi chùa. Thì cái năm nay là năm đầu tiên mẹ em dẫn em đi chùa, em không biết nói tiếng Việt, em gặp Pháp Hòa mà chùa Tết đông vậy nha, mà em nói boring quá em nói boring quá. Cái nó hỏi vậy chứ, nó say quá nó hỏi Pháp Hòa vậy chứ are you a monk, thầy có phải thầy tu không? Pháp Hòa gật đầu nói phải. No girlfriend tức là không có bạn gái hả? Nên no, oh my god nó làm vậy đó, so boring man ngồi nói chuyện với em cũng rất là vui. Mà mình thấy thì mình mới thấy rõ cái người nó chưa nếm được cái đó, vì nó chưa nếm được cho nên nó thấy là chán, không? Còn mình nghĩa là lưỡi nếm được pháp vị, mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay? Mình có được cái pháp lạc á, thấy không? Cái pháp lạc là gì? Là cái niềm vui trong Phật pháp nó nuôi dưỡng mình cả cuộc đời, và không có cái gì mà làm cho mình phải thối tâm mà gọi là mà lui sụp. Nếu mà thí dụ như cái gì nó quá đáng lắm á, làm cho mình buồn chút rồi rồi nó cũng sẽ qua, rồi mình trở lại mình nếm được cái pháp lạc đó của mình là bằng cách gì? Lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, đọc sách, tự nhiên nó qua hết những cái đó. Chứ không phải có cái gì đó nuôi dưỡng mình mới sống được, còn không có là không được đâu. Cho nên xin lỗi quý vị, thí dụ như giờ hai người đó họ thương yêu nhau, cái gì mà làm cho họ sống với nhau hoài? Vì tình thương của nhau, tình thương và chăm sóc cho nhau, nuôi dưỡng họ. Ở đó là mình nói theo cái tình yêu, nói theo ngoài đời. Ở trong chùa người tu không có cái tình yêu đơn phương, nhưng mà có cái tình thương rộng lớn và có được một cái đại gia đình, có được cái pháp lạc cho nên nuôi dưỡng mình. Thứ năm là biết tìm bến tốt để cho trâu qua sông. Người tu cũng phải biết nương vào diệu lý bốn sự thật để đến bến bờ. Người chăn trâu biết tìm cái bến tốt để cho trâu qua sông, tại vì qua mà không có dò đường thì rủi dòng cái chỗ đó nó sâu quá thì trâu nó bị chìm sao. Thành thử người tu cũng vậy, phải nương vào bốn sự thật. Là bốn sự thật đó là gì? Chúng ta thường gọi là tứ diệu đế đó. Thấy không? Là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự tịnh lạc và cái phương pháp đưa mình đến cái chỗ tịnh lạc. Thứ sáu là người chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu. Người chăn trâu là phải vậy chứ làm sao? Cho dẫn trâu ăn phải cỗ có nước, có cỏ chứ. Người tu cũng vậy, phải biết rằng bốn lãnh vực quán niệm là mảnh đất tốt để làm phát sinh giải thoát. Bốn lãnh vực quán niệm là gì? Là quán niệm về thân, quán niệm về cảm thọ, quán niệm về tâm và quán niệm về pháp. Về thân thì quán thân này là bất tịnh. Để làm chi? Để đừng có tham đắm cái thân. Rồi cảm thọ là gì? Là cái feelings của mình. Mình nhận được dù cảm thọ vui, cảm thọ buồn, tất cả cũng đều là khổ. Tại vì mình cảm cái vui mà mình dính với cái vui đó nhiều quá đó,
thì sao? Mình mất cái vui đó cái mình cũng khổ, phải không? Rồi mình cảm thọ khổ thì chắc chắn là khổ rồi. Cho nên cái cảm thọ nào cũng làm cho mình khổ hết. Rồi nói quán về tâm thì thấy tâm mình là vô thường. Hôm nay mình thương, mai mình ghét. Hôm nay mình ghét, mai mình thương. Tâm mình nó vô thường đó. Cho nên khi mà mình mà thương cái người đó rồi, trời ơi, mình nói gì, người đó nói gì mình nghe cũng hấp dẫn đó. Giống như nhà thơ gì Hồ Dến, ông nói hai câu: em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Tôi thương rồi nói vậy đó. Nhưng mà khi mà giận nhau rồi sao? Tôi nghe bà nói bà cười, tôi muốn bực bội lên, tôi muốn đi, ví dụ vậy đó. Thành thử là khi thương rồi thì cái gì nói cũng được, mà khi không thương rồi thì, cho nên mình nói là sao? Ví dầu mà tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Việt Nam mình có những cái câu ý vậy. Mà muốn xa nhau rồi là gì? Phải gieo cái tiếng dữ cho nhau thì mới có thể gọi là có cớ để mà đi được, phải không? Nhưng mà coi chừng nghe, bậu ra bậu lấy oan gia. Nhân quả mà. Cho nên đó, một cái người mà một cái người chăn trâu biết tìm chỗ non, cỏ non nước uống cho trâu, thì người tu phải lấy bốn lĩnh vực quán niệm về thân, về cảm thọ, về tâm, về pháp để làm cái chỗ để mà giải thoát. Bởi vì khi mình quán về thân, về cảm thọ, về tâm pháp, tất cả là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là vô ngã, thì còn gì chấp trước nữa đâu. Tự nhiên tâm mình bây giờ nó giải thoát. Thí dụ bây giờ mình nhìn vô cái ly, mình nói đây là cái ly này cũng một pháp nè. Pháp này là vô ngã, con người mình cũng vô ngã, không có, mình không có cái, mình giống như cây chuối vậy đó. Quý vị nhìn hình ảnh cây chuối, quý vị thấy tách một bẹ ra, tách bẹ ra, tách bẹ ra, không có cái lõi ở trong, phải không? Cây chuối là do nhiều cái bẹ nó kết thành một cái chuối thật chặt. Nhưng mà khi mình lột từng bẹ ra là cây chuối hoàn toàn không có gì hết. Mình phải nhìn mình như vậy đó. Con người mình đó, không có gì hết. Chứ không, khi mình thấy được như vậy rồi thì mình thấy mình là số không. Mà khi mình thấy mình số không được vậy, mình nhẹ lắm. Mình nhẹ nhàng vô cùng. Kể ta thương cũng được, ta ghét cũng được đó. Cái mình cần sống là mình sống thật. Còn cái chuyện mà người ta bình luận mình sao là do cái nhìn của người ta, ta bình luận không có quan trọng. Cái quan trọng là mình biết sống thật. Mình có tự tại, mình có giải thoát chưa? Mình chưa có tự tại giải thoát thì cái người kia có nói gì đi nữa cũng là bình thường. Chính mình còn chưa giải thoát được với mình thì mình làm sao mình bắt người ta có cái nhìn phóng khoáng như mình được. Chứ người ta có cái nhìn hẹp hòi về mình là cũng thường thôi. Thứ bảy là biết bảo trì những vùng thả trâu. Người chăn trâu phải biết giữ cái vùng thả trâu. Cũng như vậy, người tu phải cẩn thận dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Cái này cũng quan trọng lắm. Tại vì hàng ngày là mình tiếp xúc nhiều lắm, phải không? Mình tiếp xúc rất là nhiều. Mà nếu mà chúng ta tiếp xúc nhiều mà chúng ta không có cẩn thận, không có dè dặt, thì chúng ta cũng mang nhiều cái rắc rối lắm. Bởi vì sao? Bởi vì thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết người nhiều thì thị phi cũng nhiều, phải không? Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình mà biết việc ít thì phiền não mình nó ít, biết việc nhiều thì phiền não thị phi mình nó nhiều. Quen biết nhiều thị phi cũng nhiều lắm. Cái thứ bảy, thứ tám là gì? Là người chăn trâu biết để những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. Người tu cũng vậy, cũng phải biết nương vào những người có đức hạnh và kinh nghiệm của những người đi trước. Cái này chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là thân cận thiện tri thức. Bây giờ thiện tri thức là những người đã đi trước mình, có kinh nghiệm hơn mình. Mình cần nương vào những vị đó. Đúng như vậy. Ở đời cũng vậy, mình đi vào một cái chỗ làm cũng vậy. Cái người người ta làm trước mình, người ta có kinh nghiệm hơn mình, mình nên nương tựa học hỏi. Mình đi vào chùa cũng vậy, mình tu học thì mình phải học chứ, phải không? Thì mình nương tựa những người đi trước. Nhưng mà những người đi trước dĩ nhiên phải đóng một cái vai trò là những người tri thức.
Những người thiện tri thức, biết nâng đỡ, biết ôm ấp, chứ không phải lấy cái oai, lấy cái quyền, lấy cái thế lực, hay là lấy cái chức vị ra mà đàn áp người khác, thì cái vị đó chưa phải là một người thiện tri thức. Ở đây mình muốn nói đến cái người thiện tri thức, cái người biết ôm ấp, biết nâng đỡ, biết chở che, thì cái người kia nương tựa. Thấy không? Cho nên đó là mình phải nương vào một cái cây mà leo lên, giống như cái dây á, cái dây dây bìm á, dây bìm mà leo những cái cây cao. Tổ Quy Sơn dạy như vậy đó. Tổ Quy Sơn dạy mình như vậy. Ỷ bất kiến những cái tùng thiên cát, thượng túng thiên tầm, tức là đi lên cả nghìn trượng, mình cũng phải nương mình như dây bìm vậy, nương vào những cái cây đó mà đi lên. Mình là một cái người tu, mình cần nương tựa. Cho nên trong đạo, quý vị thấy không, chúng ta đi quy y, quy y thì chúng ta có một vị thầy. Dĩ nhiên trên hình thức, trên nguyên tắc, một khi mình quy y tăng là chư tăng mười phương là thầy của mình. Dù tăng đó là Miên, Lào, Campuchia, Nhật Bản gì cũng cần biết, mà nếu vị tăng đó tu hành chân chính là đều là người thầy của mình. Nhưng gần gũi nhất là cái người đã làm cái lễ quy y đó cho mình. Mình nương tựa vị đó, cho nên chúng ta gọi vị đó là bổn sư. Bổn sư là gì? Là thầy gốc. Thầy gốc của mình á. Cho nên mình cần cái gì học hỏi trong phương diện Phật Pháp, mình tìm đến cái vị đó mình hỏi. Rồi nếu lỡ vị thầy đó mà qua đời thì chúng ta làm gì? Chúng ta tìm một vị nữa, chúng ta y chỉ. Danh từ thứ hai chúng ta dùng là y chỉ. Y chỉ là sao? Mình nương tựa vào cái vị thầy này để làm cái vị thầy chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn cho mình, vị thầy thứ hai. Thí dụ như bây giờ mình quy ở Việt Nam, giờ bổn sư mình ở Việt tận Việt Nam, mà bây giờ mình qua mình sống ở thành phố Regina này, giờ ở đây có một vị thầy mình thường tới lui học hỏi, thì cái vị đó như vị thầy y chỉ của mình. Chúng có khi chúng ta gọi là giáo thọ A Sà Lê, hay là giáo thọ sư, tức là vị thầy luôn luôn cho mình những giáo pháp, nhắc nhở cho mình. Quý vị thấy không? Cho nên trong đạo luôn luôn mình phải có như vậy. Rồi trong chùa cũng vậy, một sư em, một sư đệ phải nương tựa một sư huynh. Rồi sư, tất cả đệ tử nương tựa người thầy. Cho nên người thầy như gì? Như một cõi tùng, như một bóng cây che mát. Cho mình mới có cái bài hát đó, thầy là bóng cây che mát chúng con. Thầy là con thuyền thanh lương, đưa chúng con đến bờ thân thương. Chứ không phải là thầy là con thuyền thê lương, đưa chúng con đến bờ thê lương, phải không? Mình nương tựa vào người thầy, vì người thầy này có khả năng nhắc nhở, hướng dẫn mình. Chứ rất là hay. Trong chùa mình có, trong đạo Phật có cái phương, có cái truyền thống là quy y. Mà khi quy y rồi thì vị nào truyền giới cho mình thì coi như là vị thầy đỡ đầu lãnh đạo tinh thần cho mình. Rồi cái thứ 9 là biết chăm sóc các vết thương của trâu. Người, nếu con trâu lỡ bị thương thì người chăn trâu phải chăm sóc. Cũng như vậy, người đi tu, người đệ tử Phật phải biết hộ trì 6 căn của mình. 6 căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Phải hộ trì nó. Không hộ trì là nguy hiểm lắm. Thấy không? Cho nên Phật mới dạy đó, các vị muốn hộ trì đó, Phật nói là các đệ tử muốn hộ trì 6 căn là mỗi tháng phải về chùa tu Bát Quan Trai. Thọ Bát Quan Trai để làm gì? Nương vào 8 cánh cửa đó để mà bế ngăn 6 cánh cửa này. Mượn 8 cái giới để ngăn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Bởi vì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý này nó thường hay tiếp xúc với gì? Với ngũ dục là tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Mà tất cả những cái này nó đều thể hiện trên con người của trư bát giới. Cho nên anh trư này, anh họ trư này đó, ảnh phải làm gì? Ảnh phải tu 8 giới. Cho nên chúng ta gọi là trư bát giới. Bát giới là 8 giới, không? 8 cái giới này để giúp đỡ cho một cái người tu thăng tiến. Cho người Việt cũng vậy, người Tây Phương cũng vậy. Mỗi tháng mình tổ chức một ngày, tất cả về chùa tu. Mình tu trên chùa nó tiện hơn là sao biết không?
không có ai réo, cho nên ngài đi tu rồi cúp cái cell phone, tắt cái cell phone để khỏi ai kiếm nữa hết á, không, để mình đi làm gì, mình tịnh một bước một ngày đi. Cho nên là mình phải hộ trì sáu căn, giống như mình con trâu, người ta chăm sóc vết thương con trâu. Thứ 10 là biết cách đốt khói ung trâu để trâu khỏi bị muỗi đốt. Người tu cũng vậy, cũng phải biết đem đạo lý giải thoát mà dạy cho người xung quanh của mình, để họ tránh được những khổ đau dằn vặt trong thân tâm họ. Mình tu không phải là cái chuyện tu cho một mình. Mình tu cho ai? Mình tu cho những người thân của mình. Mình tu cho mọi người, mọi chúng sanh. Cho quý vị thấy không? Chư Phật, chư Bồ Tát đó, phát cái nguyện là lấy cái gì làm cái căn bản để nguyện? Lấy chúng sanh. Cho nên các ngài, thí dụ như Đức Quan Âm nguyện sao? Tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Chúng sanh là đối tượng để mình phát cái nguyện. Bây giờ mình nguyện mà không có chúng sanh, sao nguyện? Mình nguyện cứu khổ cho người mà không có ai hết, sao nguyện? Phải không? Cho nên Bồ Tát lấy chúng sanh làm cái điểm, trung tâm điểm để mà khởi nguyện. Phải không? Như ngài Địa Tạng nói là sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa hết, người khổ nguyện không làm Phật. Còn một chúng sanh ở đó không chứng quả Bồ Đề. Như vậy thì còn người khổ, còn chúng sanh. Cho nên ngài ở địa ngục. Phải không? Cho nên bây giờ cũng vậy. Mình nói tôi tu hạnh nhẫn nhục, tôi nguyện tôi tu nhẫn nhục, mà không ai chửi mình hết, mình lấy nhẫn nhục. Cho nên cái người chửi mình là cái người cái gì? Cái người giúp cho mình tu cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy không? Có một ông vua đánh trống lên, ai có pháp đại thừa rao truyền cho ta thì ta làm trâu làm ngựa cho người đó, ta cũng chịu. Lúc đó có một tiên nhân nói là có cái pháp tên là Diệu Pháp Liên Hoa, dạy bắt người đó phải lấy thân làm ghế ngồi, cũng phải chịu. Mà người tu đó là ai? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thuở ngài còn làm một vị Bồ Tát đi tìm những cái giáo pháp mà tu. Cái người giúp đỡ cho ngài tiến tu đó là ai? Là Đề Bà Đạt Đa. Đó. Cho nên mình thấy như vậy, mình học cái câu này rồi thì mình mới thấy mình có phát nguyện thì người ta mới tới với mình. Có phải không? Cho nên quý vị nè, bây giờ mình mở cửa chùa, mình dán lên, mình nói chùa mở cửa từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, 9 giờ tới 6 giờ chiều mà không có ai tới hết, ngồi làm gì? Phải không? Thành thử có người tới mình phải hoan hỷ, mở cửa cho ta vô lễ Phật, vì mình đã nguyện mở cửa chùa cho người ta vô lễ Phật, thì người ta vô lễ Phật là hoan hỷ. Mua rau cải, mua đậu hũ về nấu cho cái đống cái làng, không ai tới ăn hết sao được. Nguyện nấu, cúng dường cho mọi người vào những ngày lễ Tết, phải không? Hay là rằm nguân, thì giờ người ta tới. Đó, mình lấy cái điểm, trung tâm điểm là có những chúng sanh tới thọ dụng, thì chúng ta phát nguyện nấu nướng. Nó như vậy đó. Cho nên, quý vị biết rằng, mình tu là mình phải lấy cái đạo lý giải thoát để giúp cho mọi người. Mình không có an hưởng một mình. Cho nên hôm trước có vui lắm, có một chú tiểu hỏi Pháp Hòa, bạch thầy, trong kinh dạy mình tu tới thành Phật, rồi mình thành Phật rồi mình làm gì? Chú hỏi hay không? Chú cũng có cái suy nghĩ chứ, tu thành Phật rồi thành Phật làm gì? Pháp Hòa mới nói, đâu phải ngồi chơi con. Lúc đó không có cô ca ngồi chơi không thôi nha. Thành Phật rồi phải trở lại độ. Mình nói ví dụ gần gũi hơn. Giống như thầy, hồi xưa thầy cũng là một chú tiểu như con. Giờ thầy tu rồi, thầy hiểu biết rồi, thầy đem cái hiểu biết thầy dạy lại cho mấy đứa. Rồi Pháp Hòa luôn luôn là chỉ cho mấy chú là các con phải ráng tu làm sao mà các con giúp được cho những người bằng tuổi tụi con đó. Tại vì bây giờ cỡ tuổi đó, cùng một cái hiểu biết, cùng một cái thời đại với nhau dễ hơn. Cỡ Pháp Hòa giờ là mấy chú cho vô viện bảo tàng rồi, coi như là cái cách hiểu của thầy là xưa rồi. Thật sự là như vậy. Đừng nói làm chi mấy chục năm sau. Nội cái bây giờ quý vị thấy không? Cái computer mà tháng trước mua là 3 tuần sau trở lên là cái program nó đã khác đi rồi. Hồi xưa có được cái băng cassette thâu là mình mừng quá trời quá đất thôi. Rồi bây giờ nhảy ra CD xong iPod rồi MP3 đủ thứ hết. Ý giống như vậy đó. Cho nên mình cũng muốn
à, hướng dẫn lại cho những người sau để những người sau tiếp tục. Nhưng hôm rồi lễ chúc Tết thầy viện chủ vậy đó, thì trong cái bộ, trong cái lời nhắn nhủ của thầy, thầy cũng không nói gì nhiều, thầy cũng nhắc lại là bây giờ chúng ta cần nhắm là nhắm tới những thế hệ trẻ. Cho nên thầy rất là mong những thầy, những cô trẻ luôn luôn để tâm tới những em trẻ và hướng dẫn cho mấy em đó. Thì đối với cái người đi trước là luôn luôn nghĩ tới cái người sau. Cho nên chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta cũng suy nghĩ tới những người sau và chúng ta mới lập chùa nè, phải không? Chúng ta mới lập bàn thờ ông bà ở nhà nè, để cho nó còn gì, nó còn biết nhớ tới tổ tiên ông bà chứ, cội nguồn của nó chứ, phải không? À, cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông không có như sông không nguồn. Rồi bây giờ thứ 11 là gì? Là biết tìm đường đi an toàn cho trâu, thì người tu cũng phải biết tránh những con đường đưa tới đau khổ như là lợi danh, quán rượu, hí trường, vân vân. Người giữ trâu phải biết tìm cái chỗ an toàn cho trâu đi. Mình cũng vậy, mình phải đi làm sao? Đi cho ngay, cho thẳng. Cho nên các vị hòa thượng mới nhắc mình đó, phải không? Ra đường đời phải cố gắng gần người chánh, lánh kẻ tà. Vào đường đạo phải phát tâm làm điều lành, lánh điều dữ. Mình đi ra đường đời cũng vậy, đường đạo cũng vậy, phải không? Cái người mà không phải là, cho nên người xưa người ta hay nhắc đó, nhân phi hiền bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người không phải là hiền đức đừng nên giao tiếp, của không có nghĩa, không có đạo nghĩa đừng lấy. Ta sợ bởi vì mình chưa phải là những người có đạo lực mạnh để lăn xả. Thì thôi bây giờ mình còn yếu thì mình phải nương vào những người hiền lành trước cái đã. Khi mà mình khỏe mạnh rồi, giống như mình yếu chân, mình phải nương cái gậy, nương cái vách để mình đi. Khi mình vững rồi thì mình có thể đi một mình. Đó là 11 cái phương pháp chăn trâu mà Đức Phật dạy trong một bài kinh. Và một hôm Phật gọi các thầy, Phật dạy. Và Phật nương vào 11 pháp mà chú, cái vị thầy đã chia sẻ với Đức Phật. Một em bé chăn trâu đã chia sẻ với Ngài. Rồi quý vị thấy rằng ở trong nhà thiền, một hôm Mã Tổ Đạo Nhất hỏi một vị tên là Thạch Củng, hỏi rằng chả ngày ông làm gì, thì cái vị thiền sư mới trả lời chăn trâu. Chăn trâu. Hỏi vậy chứ chăn như thế nào? Nói là mỗi khi nó chạy vô đồng cỏ, ta kéo mũi xỏ nó lại, không cho nó đi hoang. Rồi một hôm khác, Ngài Phước An, Ngài Phước Châu hỏi Ngài Đại An, hỏi Ngài Bá Trượng, tôi khát khao muốn hiểu Phật Pháp. Thì Ngài Bá Trượng mới nói, như người cởi trâu đi tìm trâu. Tại sao mà nói rằng tôi khát khao muốn hiểu Phật Pháp, xin Ngài chỉ? Thì vị kia mới nói, cởi trâu tìm trâu là Phật Pháp, ý Ngài muốn nói Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp đâu phải chỉ ở trong chùa, phải không? Phật Pháp ngay nơi con người của ông. Phật Pháp ở cùng mọi nơi mọi chỗ. Nếu ông kỹ biết, ông cần trở lại và ông nhìn thì ông thấy Phật Pháp rõ ràng đó. Khỏi cần phải cởi trâu mà tìm trâu, ông đã có cái đó rồi mới đi tìm gì nữa. Hồi sáng này Pháp Hòa có làm lễ quy y cho mấy người Tây Phương trước khi đi qua đây. Thì trong đó có một người Tây Phương, Pháp Hòa đặt cái pháp danh là Chân Pháp. Thì Pháp Hòa có bị gì, vợ của anh nó quy y cách đây 10 năm, pháp danh là Chân Hạnh. Thì Pháp Hòa mới giải thích như thế này. Pháp Hòa mới nói đó, mình muốn biểu lộ cái hạnh đó, thì mình phải có cái pháp. Mà mình thấm được Phật Pháp đó, thì cái hạnh nó mới làm sao? Nó mới vững chãi, nó mới vuông tròn, nó mới ý vị. Cho nên hai vị phải làm việc với nhau, phải không? Một cái người mà thấy được cái lẽ thật của pháp thì cái hành động nó mới hay. Giống như khi mình thấy đúng rồi thì lời nói, hành động nó mới đúng đó. Còn bây giờ mình, giống như bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ như mình, nhiều khi trong người mình đã có tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Người ta nói vậy đó, chư tổ dắt mình vậy đó, phải không? Bây giờ chỉ cần trừ nghiệp chướng dễ oan gia, tham thiền niệm Phật ấy là công phu.
tháng ngày thấm thoát phù du, mà để mà cứ đi tìm hoài thì làm gì? Bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Chư Tổ nhắc mình vậy trong các cái bài sám vậy. Mình nhiều khi đeo cái kiến mà đi tìm cái kiến, phải không? Chìa khóa để trong túi mà cứ đi tìm chìa khóa, y hệt như vậy. Người Tổ mới nói là như người cởi trâu mà đi tìm trâu. Mình đã có cái đó rồi mà không thấy. Đó. Rồi thì hỏi hiểu như thế nào, nếu mà hiểu rồi thì như thế nào? Nếu như người cởi trâu về nhà. Rồi làm sao giữ cho khế hợp? Hỏi làm sao giữ cho khế hợp? Ngài đáp như người chăn trâu cầm roi giữ trâu, đừng cho phạm vào lúa mạ của người. Đó là cái lời của chư Tổ đối đáp với nhau. Cho quý vị thấy là cái con trâu á được chư Tổ dùng thường lắm. À, thí dụ như hỏi con đang làm gì với con, ông thầy lại hỏi vậy nghe, chắp tay và bạch thầy con đang chăn trâu. Ông thầy nói khá. Có nhiều khi ông thầy đi ngang, thầy hỏi sao trâu con thuần chưa, nó giả trâu gì. Là thôi rồi, coi như chưa hỏi ý với ông thầy, phải không, chưa thể truyền tâm ấn được, nó giả trâu con thuần rồi. Có nhiều người nó còn chút, nó giả cái đuôi nó còn ngút mắt. Rồi bây giờ quý vị biết ở Việt Nam mình vào đời Trần có một vị thiền sư cư sĩ, ngài tên là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì ông có làm bài thơ như thế này: vào vòng cát bụi nhịp chân đưa. Vào vòng cát bụi nhịp chân đưa tức là đưa cái chân mình đi vào trong cái vòng cát bụi. Ý muốn nói gì? Muốn nói cái người tu mà khi mà mình đã lãnh hội được Phật Pháp rồi đó, thì mình làm gì? Mình đi vào cái cõi hồng trần mình hóa độ. Vào vòng cát bụi nhịp chân đưa. Đây là cái bức tranh thứ 10 đó. Quý vị nào mà coi tranh chăn trâu đó, thì cái bức tranh thứ 10 á, là thấy một cái ông già đội cái nón lá, tay cầm một giỏ cá, đi dung dăng dung dẻ vô trong chợ. Lúc đó là sao? Trâu thuần rồi. Ha, bây giờ hồi trước thì có trâu có mình, tuôn chập rồi, mình trâu đều mất. Tại lúc đó không còn thấy có pháp để mà chăn nữa. Bởi vì lúc đó trâu với mình là một. Thì bây giờ làm gì? Tại sao xách cái vỏ cá? Ý muốn nói là không còn chấp trước nữa. Bây giờ đi vào trong chợ độ, người ta thường gọi là đi vào ma giới. Đi vào ma giới. Vào vòng cát bụi nhịp chân đưa. Vàng ống đầu mi chớp chớp đùa. Vàng ống đầu mi là gì? Ý muốn nói bụi nó đóng ở trên cái đầu mi này nè, giống như là nó chớp chớp thôi, chơi cho vui thôi. Ý muốn nói gì biết không? Bây giờ mình là hòa quang đồng trần. Ý muốn nói là bây giờ đó, mình lấy cái, bây giờ mình có cái ánh sáng, mình hòa với bụi bặm. Là cái người như thế nào? Cái người này là đem cái ánh sáng mà đi vào bóng tối, chứ không phải là cái người từ sáng đi vào tối. Quý vị có nhớ bốn hạng người không? Phật dạy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất, từ sáng đi vào sáng. Hạng người thứ hai, từ sáng vào tối. Hạng người thứ ba, từ tối vào sáng. Hạng người thứ tư, từ tối vào tối. Bây giờ cái người này là cái người vàng ống đầu mi chớp chớp đùa. Mình đi vào trong cõi bụi, bởi vì vào vòng cát bụi nhịp chân đưa, cho nên bụi nó đóng trên cái mi mình nè. À, chuyện thường. Vàng ống đầu mi chớp chớp đùa, kệ nó tung tăng vậy, chơi chứ chớp chớp đùa cho vui vậy. Ý muốn nói bây giờ mình đi vào nhưng mình không bị ô nhiễm. Sen mà gần bùn nhưng mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái này trong đạo Phật thường dùng cái danh từ là hòa quang đồng trần. Mix the light with dust. Mình pha cái ánh sáng, giống như bây giờ mình quý vị và ánh sáng mà chiếu vô mình thấy có bụi trong đó không? Có bụi trong đó đó. Rồi bây giờ nè, nói lên cái tự tại của người tu nè. Sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa, nhà đông vui bước nhịp thai lừa. Bây giờ á, buổi đi qua cái xóm phía bắc á, chui vô cái bụng con ngựa. Đi qua cái xóm phía đông á, chui vô cái bụng con lừa. Bây giờ ý muốn cái người tu rồi, cái người mà tự tại được rồi là không có chọn lựa. Cái người tu là không có chọn lựa chỗ tốt mới ở. Thấy không? Chỗ nào chúng sanh cần thì mình tới, đạo pháp cần thì mình đi.
Thấy không? Đủ duyên thì mình làm việc, hết duyên mình ra về. Cái người tu là cái người không có chọn, không có nói là hôm nay bắt tôi lên nói chuyện le hoa có mấy người tôi không nói đâu. Không, có nhiều vị hòa thượng một người còn nghe giảng các vị dẫn lên nói. Quý vị thấy không? Cho nên cái người mà thành Phật là người sao? Cái người gọi là giác hạnh viên mãn, độ những người có duyên với mình đến cái chỗ viên mãn. Đó, cho nên đó nói tới cái chỗ là không có cần phải không có còn lựa chọn nữa, mà mình nghĩa là bây giờ là mình thông dong lắm. Chỗ nào cần mình đến, đạo pháp chúng sanh cần mình đến, đạo pháp cần mình đi. Thí dụ mình nói không phải là mình nói ví dụ thôi. Có nhiều người nói Tết nhất người ta cử phải không? Đi đám tang hay là đi hộ niệm hay là đi thăm bệnh rồi. Bây giờ mình là người tu, mình ở chùa rồi, cái gì còn đâu, tóc cũng cạo cái gì cũng bỏ hết, mình đâu có còn kiêng cữ gì nữa. Bây giờ ai cần, dù cho nó là mùng một hay là ngày gì cũng vậy, mình cứ người ta cần thì mình phải đi thôi. Vì đối với mình nhật nhật ngày ngày giai xuân hỷ đều là những ngày xuân vui hết, ngày nào cũng là ngày xuân chứ không phải chỉ có mùng một. Mình nói vậy thôi chứ còn ngày nào cũng là ngày xuân hết, bởi vì mình làm mà có niềm vui là xuân rồi. Để làm gì? Sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa, nhà đông vui bước nhập thai lừa. Để làm gì? Để mà roi vàng đuổi mất trâu bùn chạy, gậy sắt lôi về cột đá thua. Ngộ không? Trăng một con trâu bằng đất, lôi một con cọp bằng đá. Ý muốn nói đó, cái tâm nó chưa có thuần. Con ngựa với con trâu là để tượng trưng cho cái tâm ý nó còn lăng xăng lắm, cho nên ta kêu hay hay gọi là tâm viên ý mã đó. Thấy không? Con ngựa bình thường là mình chăn đó là đã cực rồi, con trâu bình thường chăn đã cực rồi, bây giờ ở đây đặc biệt là trâu đất mà cọp bằng cái gì, cọp bằng đá, trâu bằng đất cọp bằng đá, vậy mà mình có thể cầm roi đuổi nó, xỏ mũi nó quay về. Là vì sao? Bởi vì đây là cái diệu lực của cái người tu, đây là cái diệu, cái phi thường của mình. Dù trong gai nhưng mình vẫn hàng phục được. Trong gai đó là tượng trưng cho gì? Trâu bùn cột đá, đó là trong gai. Rồi bây giờ nè, bỗng được một hôm băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân xưa. Rồi một hôm hết băng giá, tuyết tan hết, trời ấm áp trở lại, mùa xuân trở lại với trăm hoa đua nở. Hai câu cuối này nói lên cái hình ảnh gì? Công hạnh được viên mãn, mùa xuân lại đầy đủ trăm hoa. Mà mình nói nôm na là hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai. Đừng có lo cái đau cái khổ gì rồi á, bởi vì mình đã học hồi nãy rồi, cuộc đời là vô thường, không có cái buồn nào buồn hoài, cũng chẳng có cái vui nào mà vui mãi. Cho nên vui rồi cũng đi qua, buồn rồi cũng đi qua, rồi mình sẽ có một mùa xuân trở lại. Rồi một bỗng một hôm băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn sung sướng. Năm ngoái đến đây cây mai nó cũng mọc vậy rồi năm nay trở lại cây mai nó cũng mọc vậy, rồi năm nào trở lại cây mai nó cũng bốn mùa, bị chứ kêu mai tứ quý mà thì thôi hôm nay á, mình là năm trâu, mình nói về một chút xíu Phật dạy cách chăn trâu, Phật dạy mình nhìn hình ảnh con trâu. Và cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc cho đại chúng nghe cái bài thơ vừa rồi của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài mới viết lên, để nói lên cái người tu là gì, là cái người chăn trâu. Mà khi trâu đã thuần rồi thì tự nhiên những cái phiền muộn đau khổ gì nó hết, và luôn luôn cho mình một cái hình ảnh tươi mát ở phía trước là băng giá sẽ hết, mùa xuân sẽ trở lại. Thấy không? Đau khổ đã qua rồi đừng buồn nữa người ơi. Thấy không? Những cái gì mà nó không có vui, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình buồn bực, mà chúng ta cứ ôm ấp, chúng ta cứ nuôi nó hoài, thì tự nhiên cái buồn nó mỗi ngày nó mỗi lớn. Mà chúng ta không nuôi nó nữa, nuôi nó bằng gì biết không? Những bản tình ca đứt ruột. Mình đã rầu rồi
mà còn nghe những cái bài đó nữa là làm sao mà nó sống nổi đây, không? Cho nên mình phải làm cái khác, mình phải cách mạng bằng cách nào? Bằng cách là nó rầu vậy mình kiếm kinh mình tụng, mình lấy kinh mình tụng, mình trong kinh dạy những cái lời nói nó tươi mát, nó giúp cho mình trong sáng trở lại, không? Ví dụ quý vị đọc những cái bài này, rồi bỗng một hôm băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xưng xưa. Hay là trong truyện Kiều có hai câu: bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Rõ mặt đôi ta là gì? Rõ mặt đôi ta là có gì? Bây giờ mình biết rõ mặt mũi của tất cả rồi, cái khổ cái vui biết hết rồi, chứ không có còn nằm trong chim bao nữa, phải không? Cho nên những cái câu đó, nếu mình đã là những người từng sống đau khổ như vậy, tìm những câu đó viết lên trên vách, để mình mỗi lần mình nhìn nó là một tiếng chuông thỉnh lên giúp cho mình, phải không? Sau cơn mưa trời lại sáng, có những câu như vậy đó, phải không? Rồi bỗng một hôm giông băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xưng xưng, mình thấy mùa xuân trước mắt. Thì đó là cái lời mong mỏi của Pháp Hòa trong cái dịp đầu năm mới này. Con trâu là chịu cực lắm đó, làm dữ lắm đó, phải không? Có làm mới có ăn, cho nên ta kêu gì, tai làm hàm nhai. Mình có làm mới có ăn cũng vậy, chúng ta không tu thì chúng ta không có an lạc đâu, chúng ta có tu thì mới có an lạc, chúng ta có buông bỏ thì chúng ta mới có nhẹ nhàng, còn chúng ta ôm ấp thì chúng ta nặng trĩu. Thì xin chúc đại chúng có một đêm an lành, và xin cảm ơn đại chúng đã đến tham dự cái buổi sinh hoạt tối hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.